Hello tất cả anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Gem. Nội dung ngày hôm nay mình muốn gửi tới tất cả anh em đó là chúng ta cách research tất cả các thể loại coin. Trong thời gian vừa rồi thì có rất nhiều anh em nhắn tin cho mình hỏi anh em bây giờ em muốn tìm những cái đồng coin tiềm năng nhất của meme thì tìm ở đâu, hay là những cái đồng coin tiềm năng nhất của Web3 thì em tìm ở đâu, hay là những cái đồng coin về landing hay borrowing thì em tìm ở đâu. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video ngắn để giúp cho tất cả anh em chúng ta cách để tìm kiếm những cái đồng coin tiềm năng trong tất cả các thể loại coin. Anh em follow sát video này để chúng ta có những kiến thức riêng cho bản thân mình anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ đưa tất cả anh em chúng ta trở lại một cái trang web rất là quen thuộc, đó là trang web CoinMarketCap. Tất cả chúng ta không lạ gì cái trang web này nữa rồi. Nhưng quan trọng ngày hôm nay chúng ta tìm kiếm những thông tin gì ở đây nó mang lại hữu ích nhất, và chúng ta sẽ tìm kiếm vào những danh mục nào để tìm kiếm những thông tin đó. Và nội dung hôm nay thì mình sẽ làm với anh em đó là chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các thể loại coin. Như cái lúc đầu mình có nói với anh em là bây giờ muốn tìm hiểu về Web3 và muốn tìm hiểu về những dự án đứng đầu Web3 thì tìm hiểu ở đâu, những dự án đứng đầu của meme thì tìm hiểu ở đâu, những dự án đứng đầu về game hay đứng đầu về play to earn thì chúng ta tìm hiểu đâu, thì tất cả nó có ở trong cái CoinMarketCap này anh em nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ vào cho mình cái danh mục ở đây, đó là cryptocurrency. Anh em sẽ vào đây, anh em chỉ cần để chuột vào thôi thì nó sẽ ra một cái danh mục, một cái data như thế này. Anh em ấn vào hàng thứ ba là cái thể loại coin ở đây anh em nhé, cái mục màu cam đây, anh em ấn ra, ấn một cái thì nó sẽ ra một cái list data như thế này, thì tất cả các thể loại coin nó nằm ở đây anh em nha. Đây anh em nhìn thấy sướng mắt chưa, những gì anh em cần là nó nằm trong cái data này, cái list danh sách này nó nằm ở đây đó, nó nằm rất là nhiều thứ ở trên này luôn. Thì chúng ta bây giờ sẽ đi tìm hiểu và tìm kiếm những cái danh mục mà chúng ta đang quan tâm, ví dụ như là music chẳng hạn, hay là chúng ta tìm hiểu về fan token thì chúng ta có thể ấn vào đây. Những anh em nào chúng ta muốn tìm hiểu về fan token thì chúng ta ấn vào đây. Mình khẳng định là rất nhiều anh em chơi crypto đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa biết được cái danh mục này, nhưng mà cũng rất nhiều anh em chúng ta đã biết rồi, nhưng mà cũng khá là nhiều anh em chúng ta chưa biết. Và nội dung ngày hôm nay chỉ dành cho những anh em chúng ta chưa biết anh em nhé. Còn những anh em nào chúng ta biết rồi thì chúng ta có thể để lại comment góp ý thêm cho mình để có những cách chúng ta research thông tin hay hơn. Và ví dụ như chúng ta tìm hiểu về phát token hay là research hay là về media, hay chúng ta tìm hiểu về là những cái gì ạ, những con meme tất cả, hay là Web3, nó nằm tất tần tật ở đây. Thì chúng ta tìm hiểu qua một chút là fan token thời điểm này, là fan token nhiều khi nó cũng bay bay đấy anh em. Thì mình sẽ ấn vào cái fan token này để xem hiện tại là những con nào hiện tại đang đứng đầu fan token anh em nhé. Thì đây nó sẽ xếp hạng ở đây, thì nó có một cái bảng xếp hạng ở đây là theo cái vốn hóa của nó đó, theo là theo cái vốn hóa của cái đồng đồng token đó. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả mọi cái ở đây đó, tất tất tần tật những cái đồng hiện tại đang là fan token. Hôm trước có anh em nào chúng ta đang tìm hiểu cái con GAL thì đây nó nằm ở vị trí thứ mấy đây đó, và vốn hóa tất cả mọi cái nó thuộc fan token anh em nhé. Và bây giờ chúng ta trở lại này, chúng ta sẽ back trở lại và chúng ta sẽ tìm hiểu những cái hệ khác và những cái thể loại khác. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu Web3 đi, xem Web3 có những cái đồng nào hiện tại đang nằm Web3. Chúng ta kích vào đây, nó rất đơn giản anh em nhé, nhưng mà nhiều anh em chúng ta chưa biết đâu. Đây là một trong những cái công cụ rất hữu ích để chúng ta tìm kiếm, và chúng ta thường xuyên tìm kiếm. Ví dụ như bây giờ là Play to Earn nó đang hot thì anh em phải ấn vào cái danh mục này để chúng ta tìm kiếm xem là bây giờ hiện tại người ta đang cập nhật là những con nào đang đứng đầu của cái thể loại đó, hay là Web3 đến thời điểm này thì những con nào hiện tại đang đứng đầu ở Web3, thì chúng ta sẽ kích vào Web3 thì nó sẽ ra như thế này. Đứng đầu tiên đó là anh cả Polkadot, thì hiện tại là cái cap của nó đang là 7 tỷ đô, là lớn nhất tại thời điểm này của Web3. Và xếp thứ hai đó là cái đồng Link trên Link là 2 tỷ đô, và tiếp tục là nó cứ dần dần ở đây anh em nhé. Tất cả đây là tất tần tật những cái đồng coin và token hiện tại đang nằm ở thể loại coin là Web3 đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về meme thì sao, thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm một cái danh mục đó là meme coin, thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm như DAO này anh em nào quan tâm này,
tất tần tật nó có hết. Đây rồi, meme đây rồi. Thì chúng ta sẽ ấn vào meme xem là hiện tại là những con cún con của chúng ta hiện tại đang như thế nào, những con nào đứng đầu. Thì đây là tổng hợp tất tần tật là những con meme anh em nha. Đây, tất tần tật chó, mèo, gà, lợn, chim, chóc thì nó nằm ở đây hết. Đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem hiện tại những con nào đang đứng đầu về meme, về vốn hóa của nó. Thì đứng đầu thì vẫn là Dogecoin của Elon Musk. Đây là 6 tỷ đô, rất lớn anh em nhé, rất là lớn luôn. Ngày hôm kia thì nó đã xếp hơn trên ở trên tốt, bây giờ thì nó đã tụt rồi, thì nó đã giảm giá sâu hơn đốt. Đó, và tiếp tục ở Shiba, rất là lớn đúng không anh em. Đây anh em nhìn vào cái vốn hóa của thằng Dogecoin này, 6 tỷ đô mà. Tức là nó và Dogecoin thì nó cứ luôn luôn ngang ngửa về vốn hóa. Trên tổng thị trường xếp tốt nha, xếp tốt về vốn hóa thì nó với Dogecoin, nó với là thằng Dog thì cứ ngoanh quanh như nhau thôi. À, sau đó thì đây, đó cứ xếp dần dần. Đây thì tất cả các thể loại coin nó nằm ở đây hết anh em nhé. Đây là một video ngắn để hướng dẫn tất cả những anh chị em nào chúng ta đang quan tâm về nội dung research thông tin tất cả các thể loại coin. Những anh em nào chúng ta có những thông tin nào hay hơn và những cách research thông tin hay hơn thì có thể để lại comment phía dưới giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả anh em chúng ta đã follow sát video này. Những anh em nào hiện tại chúng ta đang mà chúng ta đã xem qua video này thì để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ GM trong thời gian qua.